Những ngày này thị trường đào Tết ở thành phố Sơn La đang rất nhộn nhịp, sôi động, có nhiều điểm bán đào phục vụ du khách trên khắp các tuyến phố. Năm nay thời tiết cũng khá thuận lợi nên người bán, người mua đều rất phấn khởi. Trên nhiều tuyến phố ở thành phố Sơn La, những ngày này ngập tràn người dân địa phương mang đào Tết xuống bán như cầu Trắng, đường Lê Đức Thọ, dọc quốc lộ 6, tập trung đông nhất ở hội chợ Hoa Xuân, khu vực Quảng trường Tây Bắc. Chủ yếu vẫn là đào phai, đào rừng bản địa. Giá trung bình từ 200.000 đến 1 triệu 500.000 đồng. Có những cành đẹp giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Mình bắt đầu xuống bán đào từ ngày 2-3 Tết. Đào năm nay thì cũng khá là nhiều, cũng có nhiều cành đẹp. Giá cả năm nay cũng vừa phải. Những năm gần đây không chỉ đào cành mà đào chậu cũng được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ bán mà còn có dịch vụ cho thuê với giá trung bình từ 600 đến 2 triệu đồng. Những cây to đẹp có giá 10 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Chính là người chuyên buôn bán đào cho biết, với đa số người dân, đào thế vẫn là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng bởi hình thức đẹp, giá cả vừa phải và tiện lợi. Sau khi chơi Tết xong, có thể gửi lại cây cho nhà vườn chăm sóc. Mình bán ở đây được khoảng 15 năm rồi. Mà giá cả năm nay thì hoa đào nở đúng dịp Tết và bán được có giá cao hơn mọi năm một chút. Nhà mình năm nay cả đào rừng và đào tơ thì được 700 gốc và mang ra đây được hơn 300 gốc rồi, bán được hơn 300 gốc rồi. Bắt đầu bước vào đây mình đã thấy là tôi đã thấy là một không khí xuân thật là rộn ràng. Nhưng mà đào năm nay thì có vẻ là lạnh hơn mọi năm cho nên tôi thấy nó không được nở nhiều, đa số là còn nụ. Không chỉ những cành đào, chậu đào to đẹp mà những cành đào nhỏ để đặt trên bàn và trưng bày trên bàn thờ cũng được nhiều người ưa chuộng. Năm nào mình cũng có cành đào này về để lên ban thờ cho nó có không khí ngày xuân, có mùa xuân mới và cầu mong mỗi Tết đến xuân về là gia đình và mọi nhà là được hạnh phúc, an khang và nhiều điều may mắn, bình an. Cảnh mua bán tấp nập cùng những chuyến xe chở đầy cây đào, cây cảnh trong bầu không khí xốn xang của mùa xuân. Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay đang ở rất gần, mỗi gia đình cũng đang sắm sửa cây đào, cây hoa đón Tết với mong muốn một năm mới thật nhiều may mắn, an khang và hạnh phúc.